ngôi làng ai đến sống sẽ được nhận thêm tiền. Câu chuyện xảy ra tại ngôi làng Pomida, Italia. Thị trưởng làng Pomida, ông Daniel Galino, đã tuyên bố sẽ tặng 2.000 euro, khoảng 50 triệu đồng, cho bất kỳ ai chuyển đến làng sinh sống. Quyết định này là hành động nhằm ngăn chặn việc ngôi làng bị biến thành một thị trấn ma. Làng Pomida là một ngôi làng hẻo lánh miền núi ở Liguria, vùng duyên hải phía tây bắc nước Italy. Do ngôi làng có cực kỳ ít cư dân sinh sống, chỉ có vẻn vẹn 394 người sinh sống và các thanh niên trong làng có xu hướng chuyển ra các thành phố lân cận. Nên ông Daniel Galliano đã phải nghĩ ra kế sách kỳ lạ đến vậy để gia tăng dân số cho ngôi làng. Cô dâu đối mặt án tù 10 năm vì đám cưới quá xa xỉ. Câu chuyện xảy ra ở thành phố Kanji, thành phố lớn của Sri Lanka. Đó là đám cưới xa hoa của một cặp đôi trẻ tuổi giàu có. Trong đám cưới, cô dâu xinh đẹp diện một váy cưới lộng lẫy được may theo kiểu trang phục truyền thống sari, dài 3,2 km, thu hút vô số sự chú ý của người dân. Đặc biệt, chiếc váy được nâng bởi 250 học sinh tiểu học trong thành phố. Bởi quá xa hoa và thu hút, đám cưới khủng này đã lọt vào sự chú ý của Cục Bảo vệ Trẻ em Quốc gia. Chủ tịch Cục Bảo vệ Trẻ em Quốc gia Marini de Oliveira cho biết, cô dâu sẽ bị cáo buộc với tội danh tước đoạt quyền được học hành của các em học sinh. Trong trường hợp bị kết án, cô dâu sẽ phải chịu án tù tối đa là 10 năm. Gãy củ quý vì trò nghịch ngợm của con. Một người đàn ông sử dụng thuốc Viagra vừa bị gãy dương vật sau khi bị con ngã đè vào người buổi sáng. Người đàn ông giấu tên đến từ Ấn Độ, 36 tuổi, đã dùng thuốc Viagra vào đêm trước vụ tai nạn. Theo tạp chí Y khoa Anh, người đàn ông tưởng thuốc sẽ hết tác dụng vào buổi sáng, nhưng không. Sáng hôm sau, Viagra tiếp tục khiến củ quý của người đàn ông cương cứng. Khi đó, con của ông lại nhảy lên giường để gọi bố dậy. Tuy nhiên, em bị ngã đè vào củ quý của bố. Theo tạp chí, người đàn ông rất đau đớn khi nhập viện. Dương vật của anh ta bị biến dạng và sưng do chấn thương. Mặc dù không có tổn thương vĩnh viễn và đã được chữa trị, người đàn ông sẽ bị đau mỗi khi quan hệ tình dục. Tạp chí giải thích, gãy dương vật tương đối hiếm, thường xuyên nhất xảy ra do chấn thương trong quá trình giao hợp mạch. Phẫu thuật chữa gãy dương vật lần đầu tiên được thực hiện vào năm 1936. Thấy đau ở mặt khi nhai thức ăn, người phụ nữ đi khám mới phát hiện sự thật kinh hoàng. Khi cảm thấy đau ở mặt mỗi lần nhai cơm, người phụ nữ 28 tuổi ở Quảng Châu, Trung Quốc mới tìm đến bác sĩ và phát hiện ra chiếc răng vô duyên mọc ngay dưới mắt. Sau khi chụp phim, các bác sĩ mới phát hiện sự thật mà nếu không phẫu thuật kịp thời, người phụ nữ có thể bị mù vĩnh viễn. Hình ảnh chiếc răng đang nằm dưới hốc mắt phải của Cao Phan. Đến gặp bác sĩ, cô Cao Phan hoàn toàn sửng sốt khi biết dị vật dưới hốc mắt mình lại là một chiếc răng. Hơn nữa, không phải một chiếc răng nhỏ mà nó phát triển rất nhanh. Lúc đó nó đã dài khoảng 2,7cm và nằm ngay bên dưới hốc mắt phải của cô. Ngay khi phát hiện ra chiếc răng kỳ quái mọc dưới hốc mắt phải của người phụ nữ này, các bác sĩ quyết định sẽ phẫu thuật lấy chiếc răng ra khỏi mặt cô. Bởi theo các bác sĩ, nếu nó tiếp tục phát triển thì có thể chặt vào mắt và gây mù. Trường hợp của cô Cao là vô cùng hiếm gặp. Các bác sĩ địa phương không thể thực hiện ca phẫu thuật, nên cô phải đến một bệnh viện lớn ở Trùng Khánh để loại bỏ chiếc răng. Bác sĩ cho rằng hiện tượng này có thể xảy ra do răng sữa của cô Cao không rụng khi cô còn nhỏ, dẫn đến tình trạng éo le này. Cao Phan cho biết cô bắt đầu cảm thấy đau cách đây khoảng một tháng và cô chỉ có thể ăn những loại thức ăn mềm. Đến quả táo cũng phải hấp chín mới dám ăn. Điều này khiến cô rất buồn vì cô đã quyết định rời Tứ Xuyên đến Quảng Châu, cũng chỉ vì cô quá yêu thích ẩm thực của Quảng Châu. Tốn 14 giờ dưới gầm giường vì bạn trai của nhân tình về nhà ngay giữa hiệp. Chàng trai tên Ken đã kể lại câu chuyện của mình trên đài phát thanh nước Úc, cụ thể là đài KIP FM do Rick Keogh và Phil Ryan dẫn chương trình. Ken nói rằng mình đã tán tỉnh một cô gái trên mạng xã hội Instagram vào ngày trước và họ sắp xếp một buổi hẹn chính thức tại nhà cô ta. Cô gái này đã đăng tải nhiều ảnh chụp cùng một người đàn ông khác
Điều này làm dấy lên nghi ngờ trong kênh, nhưng khi anh hỏi thì cô ta nói rằng hai người đã chia tay. Cô gái này, tôi đã theo dõi cô ấy được một thời gian trên Instagram. Cô ấy khá tốt và có một người bạn trai. Nhưng vào một ngày, tôi bỗng nhiên được cho phép theo dõi cô ấy trên mạng xã hội. Vì vậy, sau đó tôi đã nhắn tin và nói, ôi, thật là tiếc khi bạn đã có bạn trai. Nhưng cô ấy trả lời rằng họ đã chia tay. Thế mà cô ấy vẫn để các bức ảnh, tôi nghĩ điều đó hơi lạ một chút. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện trong vài ngày, và cô ấy nói với tôi là sống một mình, tôi nên sắp xếp một ngày để ghé thăm. Ken kể lại. Vì thế, chàng trai người Sydney này đã đi đến chỗ cô gái ở. Cô ấy còn đưa cho anh những chỉ dẫn vô cùng cụ thể, thậm chí hướng dẫn cả nơi đậu xe. Ken kể lại, cô ấy nhắn tin cho tôi trước và nói rằng mình sống trong một căn nhà gần công viên. Cô ấy bảo tôi đậu xe ở phía trước công viên rồi đi ra phía sau. Tôi hỏi tại sao phải làm thế thì cô ấy nói hàng xóm có thể đặt câu hỏi. Tôi nghĩ, ồ, mình có thể làm bất cứ điều gì. Sau khi gặp gỡ, mọi chuyện đến khá chóng vánh. Họ nhanh chóng có những hành động nóng bỏng và đưa nhau lên giường ngủ. Nhưng Ken không hề được chuẩn bị cho những gì xảy ra tiếp theo. Bằng cách nào đó, chúng tôi cứ tiến thẳng và mọi chuyện rất đẹp đẽ. Chúng tôi vẫn tiếp tục khoảng 20 phút, rồi ra phòng ngủ. Nhìn thẳng ra phía trước nhà nên tôi nhìn thấy một chiếc xe đang đổ vào. Cô ấy đột nhiên hoảng loạn, nhảy ra khỏi người tôi và bắt đầu chạy vòng quanh. Cô ấy kêu lên, đi, chạy ra cửa sau, chạy ra cửa sau. Tôi lúc ấy cũng cố tìm quần áo của mình, đáng tiếc là thời gian quá gấp rút, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài chui xuống gầm giường. Tôi nghĩ khi anh ta đi tắm, tôi sẽ lẻn ra ngoài và chạy đi. Nhưng anh ta trở lại từ nơi làm việc, đi thẳng vào giường và ở luôn trên đó nên tôi không thể đi bất cứ nơi nào khác. Ken kể về tình cảnh éo le của mình. Chàng trai bị mắc kẹt dưới gầm giường liên tiếp 14 giờ đồng hồ và thậm chí không dám ngủ. Vì sợ mình sẽ ngáy rồi để người trên giường phát hiện, Ken cũng không thích việc mình phải đánh nhau. Anh mô tả bạn trai của cô gái là một gã to cao với đôi mắt được xăm hình. Ken chui vào gầm giường khoảng 8 giờ tối và không thể rời đi cho đến 9 giờ 30 phút sáng hôm sau. Cuối cùng khi anh được giải thoát, anh yêu cầu cô gái cho mình một lời giải thích, nhưng cô chỉ đuổi Ken đi và nhanh chóng chặn anh trên tất cả các mạng xã hội. Cô gái muốn cắt chân duy nhất để chạy nhanh hơn. Daniel Bradshaw, một thiếu niên 15 tuổi sống tại thành phố Tameside, thành phố Greater Manchester ở Anh, mắc chứng rối loạn phát triển ở hông và đầu gối phải từ khi mới sinh. Khi 2 tháng tuổi, cô trải qua hơn 12 ca phẫu thuật cắt dây chằng ở chân phải. Từ đó, cuộc sống của cô luôn gắn liền với xe lăn. Ở độ tuổi 11, Bradshaw yêu cầu bác sĩ cắt chân phải dị tật và nỗ lực tập chạy để thực hiện ước mơ trở thành vận động viên điền kinh. Sau khi cắt một chân thành công, cô lắp chân giả bằng thạch cao và tập luyện đều đặn. Hiện Bradshaw đã trở thành một vận động viên điền kinh thực thụ và giành rất nhiều huy chương từ các cuộc thi lớn như giải vô địch điền kinh Anh. Hiện tại cô muốn tham dự Thế vận hội Paralympic. Tuy nhiên, những ngón chân trái của cô biến dạng khiến cô đau đớn, gây tổn thương dây chằng nghiêm trọng và tốc độ chạy của cô bị giảm. Với niềm đam mê điền kinh cháy bỏng và ước muốn tham dự cuộc thi lớn, cô gái chị đã muốn cắt chân còn lại. Bradshaw cho rằng việc chạy với hai chân giả sẽ giúp cô đạt được tốc độ nhanh hơn. Ông Darren Quigley, cha dưỡng của Bradshaw 53 tuổi cho biết, con bé đã phải chịu nhiều đau đớn và áp lực của bên chân thật còn lại. Nó phải uống thuốc hàng ngày, đeo miếng đệm bảo vệ đầu gối và mắt cá chân mỗi khi chạy. Tình trạng đó khiến con bé chạy chậm hơn rất nhiều. Bradshaw coi thể thao là cuộc sống và quyết tâm cắt chân trái. Nó nói rằng nếu các bác sĩ tại đây không đồng ý, nó sẽ tới nơi khác để phẫu thuật. Từ trước tới nay, tôi luôn muốn hoàn thành tốt những việc tôi có thể. Tôi sẽ làm mọi việc để khắc phục khó khăn và thỏa mãn niềm đam mê điền kinh. Ngoài ra, tôi cũng muốn khuyến khích thêm nhiều người khuyết tật đến với thể thao. Bradshaw nói, gia đình Bradshaw hy vọng bệnh viện sẽ sớm đưa ra quyết định và đồng ý phẫu thuật cắt chân còn lại của cô.